Cách để chuyển đổi Notepad sang Excel. 1. Mở Microsoft Excel. Cách nhanh chóng để mở Microsoft Excel là nhập Excel vào thanh tìm kiếm của Windows và nhấn Microsoft Excel. 2. Nhấn vào menu File, tệp, mục này ở góc trên bên trái của Excel. 3. Nhấn Open, mở. 4. Chọn Text File, tệp văn bản từ menu thả xuống. 5. Chọn tệp văn bản bạn muốn chuyển đổi và nhấn Open, mở. Thao tác này sẽ mở Text Import Wizard, trình hướng dẫn nhập văn bản. 6. Chọn kiểu dữ liệu và nhấn Next, tiếp theo. Trong phần Original Data Type, kiểu dữ liệu gốc, nhấn Delimited, phân tách. Nếu tệp văn bản chứa dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy, tab hoặc một số phương thức khác, hoặc Fixed Width, chiều rộng cố định, nếu dữ liệu được căn chỉnh trong các cột với dấu cách giữa mỗi trường. 7. Chọn dấu phân tách hoặc độ rộng trường và nhấn Next, tiếp theo. Nếu chọn Delimited, phân tách trên màn hình trước đó, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh biểu tượng hoặc Space, dấu cách, nếu nó cách nhau bởi một dấu cách, được sử dụng để phân tách các trường dữ liệu. Nếu chọn Fixed Width, chiều rộng cố định trên màn hình trước đó, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để sắp xếp dữ liệu hợp lý hơn. 8. Chọn định dạng dữ liệu cột. Chọn tùy chọn trong Column Data Format, định dạng dữ liệu cột, mô tả chính xác nhất dữ liệu trong các cột, ví dụ như text, văn bản, date, ngày. 9. Nhấn Finish, hoàn thành. Cửa sổ Save As, lưu dưới dạng sẽ hiển thị. 10. Chọn Excel Workbook, sổ làm việc Excel từ menu Save As. Mục này nằm ở dưới cùng của cửa sổ. 11. Đặt tên cho tệp và nhấn Save, lưu. Tệp văn bản Notepad hiện được lưu dưới dạng Excel Workbook.